Xưởng X46, nay là nhà máy X46 thuộc cục kỹ thuật cơ sở công nghiệp bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị đầu tiên của quân chủng Hải quân, được thành lập ngày 26 tháng 4 năm 1955 với nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật cho cục phòng thủ bờ biển. Để có được sự phát triển trưởng thành như ngày hôm nay, trong suốt 60 năm qua, nhà máy đã kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp của truyền thống vẻ vang của quân đội đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, đề cao trách nhiệm, ra sức khắc phục khó khăn gian khổ, vượt qua mọi thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, nhà máy đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Ngay ngày đầu mới thành lập, xưởng đã thực hiện nhiệm vụ sửa chữa các tàu thu được của Pháp và đóng mới 20 cano gỗ. Đây thực sự là một thử thách quá lớn đối với tập thể cán bộ công nhân mới được điều động từ các xưởng quân giới trở về, chưa am hiểu về kỹ thuật tàu thuyền, cơ sở vật chất kỹ thuật máy móc còn nghèo nàn, không có phụ tùng thay thế. Xưởng phải tổ chức lặn mò tìm kiếm, tháo gỡ vũ khí, trang bị phụ tùng từ các tàu Pháp bị đánh chìm trên sông Lô, sông Thái Bình, cử cán bộ đến nhiều cơ sở tìm hiểu nghiên cứu các loại tàu thuyền. Cano đã sửa chữa hàng chục tàu thiết kế và đóng mới thành công 20 cano gỗ trang bị súng 12,7mm và đại liên Maxim lắp máy ô tô GMC. Đây là chiến công to lớn của cán bộ công nhân xưởng X46 lúc bây giờ là yếu tố quyết định cho việc thành lập hai thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng, những đơn vị tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Với thành tích khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo trong xây dựng cơ sở sản xuất sửa chữa và đóng mới tàu thuyền, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị trong những năm tháng đầu hình thành quân chủng Hải quân. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho tập thể xưởng 46. Đây là vinh dự cao quý đầu tiên mà cán bộ chiến sĩ công nhân viên của xưởng đã xây dựng và được Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng. Cuối những năm 50, đầu thập kỷ 60 thế kỷ 20, hải quân nhân dân Việt Nam được trang bị thêm nhiều tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, duy trì sức sống cho toàn bộ lực lượng tàu thuyền, vũ khí khí tài của quân chủng rất nặng nề. Cán bộ công nhân xưởng 46 đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, hăng say học tập, nghiên cứu tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, sửa chữa hàng trăm lần chiếc tàu riêng 3 năm 1961 đến 1963 đã sửa chữa được 142 lần chiếc tàu chiến đấu, trong đó có 13 chiếc hư hỏng nặng. Đặc biệt đã sửa chữa bảo đảm tốt trang bị vũ khí kỹ thuật cho các tàu tham gia chiến đấu trận đầu thắng lớn của Hải quân Việt Nam ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 với tàu Ma Đốc và không quân Mỹ kết quả đó đã khẳng định trình độ và khả năng từng bước làm chủ kỹ thuật tàu thuyền của xưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hải quân bảo vệ chủ quyền trên biển không thể tập trung về hải phòng sửa chữa được xưởng đã thành lập nhiều tổ cơ động vào quảng bình vĩnh linh nghệ an thanh hóa và ra tận các đảo khu vực đông bắc sửa chữa khôi phục tại chỗ từng chiếc tàu thuyền ngay trong trận đánh những người lính thợ của xưởng còn trực tiếp tham gia các trận chiến đấu ngoan cường đánh trả máy bay địch nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh để bảo vệ công xưởng, bảo vệ tàu. Để đánh chặn lực lượng biệt kích Mỹ, ngụy xâm nhập, trinh sát, phá hoại hậu phương miền Bắc bằng đường biển, xưởng 46 đã được giao nhiệm vụ chế tạo tàu chiến đấu loại nhỏ, tốc độ cao, đánh và truy kích địch. Với quyết tâm cao chỉ trong 5 tháng, xưởng đã đóng mới 4 tàu lắp súng DKZ và vũ khí đặc biệt mang ký hiệu VT2, được mệnh danh là quả đấm thép của tư lệnh hải quân trang bị cho phân đội 23 đã bắn cháy tàu Newport New của Mỹ và truy đuổi nhiều phân đội tàu biệt kích Mỹ ngụy ra khỏi vùng biển Quảng Bình, Vĩnh Linh để ngăn chặn đường vận tàu của ta trên biển, không cho các tàu quốc tế ra vào các cảng biển. Đế quốc Mỹ tiến hành hai lần chiến dịch phong tỏa thủy lôi và bom từ trường vào hầu hết vị hệ thống giao thông đường thủy của miền Bắc. Cán bộ công nhân xưởng 46 đã nghiên cứu, thiết kế chế tạo thành công phương tiện phà thủy lôi đầu tiên ký hiệu HDL-9. Trên cơ sở đó, chế tạo các thiết bị cano và tàu phóng từ lớn có hiệu quả cao trong giả phá bom từ trường, góp phần quan trọng trong việc đánh bại chiến dịch phong tỏa đường biển lần thứ nhất và lần thứ hai của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo cải tiến các loại mìn, thủy lôi gọn nhẹ cho đặc công hải quân, xưởng đã cải tiến thành công thủy lôi AM-2, vốn là loại to, nặng, thành thủy lôi mang ký hiệu HAT-2, có thể mang vác được và chế tạo ngòi nổ hẹn giờ, mìn cóc, lồng sắc, thủy lôi APS, các loại mìn dưới nước khác cho lực lượng đặc công nước có yếu tố kỹ thuật mới gọn nhẹ, sức công phá lớn phù hợp với chiến thuật chiến đấu trên chiến trường sông biển miền Nam. Xưởng đã cải tiến hàng loạt thủy lôi HMA3, VTK1, KH1, KH2, 1.880 quả thủy lôi cải tiến và hàng trăm tấn vũ khí gọn nhẹ cung cấp cho chiến trường. Bằng vũ khí này, đoàn 126 đặc công hải quân đã sử dụng và đánh trên 300 trận, đánh chìm và đánh hỏng nặng 336 tàu chiến, tàu vận tải quân sự của địch trên mặt trận cửa Việt, Đông Hà. Cùng thời gian này, xưởng còn đóng 20 cano phục vụ chiến trường 9 Nam Lào. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, xưởng 46 là cơ sở bảo đảm kỹ thuật cho phần lớn tàu thuyền chiến đấu và vận tải chi viện chiến trường của quân chủng hải quân. Xưởng đã cử nhiều tổ thợ làm nhiệm vụ sửa chữa cơ động cho các đoàn tàu, hơn 200 cán bộ, công nhân của xưởng đã tham gia tiếp quản, quản lý và tổ chức vận hành các cơ sở sửa chữa tàu Mỹ, Ngụy mới được giải phóng. Nhiều đồng chí đã trở thành giám đốc, phó giám đốc, cán bộ quản lý của nhà máy X50, X51, Ba Son, Bình Thủy. Với những thành quả đạt được, Liên tục từ năm 2010 đến nay, nhà máy là đơn vị trong sạch vững mạnh và được tư lệnh quân chủng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, nhiều năm liền đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy quân chủng và cục kỹ thuật biểu dương khen thưởng.